Cuối đường yêu thương của con người là chính Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa đã dẫn ta vào đời yêu thương và suốt cuộc đời ta đã đi với Ngài trên hành trình yêu thương, thì cũng chính Ngài sẽ là đấng đón ta ở cuối đường yêu thương ấy. Với những người từ chối Thiên Chúa là đường, sự sống và tình yêu, thì đời của họ sẽ được họ tự biên, tự diễn, tự vẽ, tự vạch. Và tất nhiên, con đường đời ấy sẽ dẫn đến một đích điểm nào đó không ai biết ngoài họ. Nhưng với những người tin tưởng, ký thác và đồng hành với Thiên Chúa, thì đường về, điểm tới sau cùng của cuộc đời này đã được thấy trước và chuẩn bị sẵn sàng. Họ thấy Thiên Chúa đứng chờ ở cuối đường. Họ thấy một quê hương của hạnh phúc, ở đó có Thiên Chúa đấng yêu mến họ. Họ thấy gia đình hạnh phúc, ở đó có Thiên Chúa đấng họ yêu. Họ thấy nước trời có Thiên Chúa là tình yêu đã cưu mang và đồng hành với họ trong suốt cuộc đời trần thế. Họ thấy thiên đàng có Thiên Chúa đấng là hạnh phúc tuyệt hảo họ ước mong. Họ thấy một trời mới mở ra đón họ và tất cả những người đồng hành với Đức Kitô. Thiên Chúa làm người, họ diện đối diện với Thiên Chúa đấng là cùng đích của hành trình tìm hạnh phúc. Ngày phán xét cũng là ngày tên họ được gọi giữa những người được gọi khác trong hàng ngũ những người đã sống yêu thương. Nhiều người mơ thiên đàng nhưng không biết thiên đàng là chính Thiên Chúa. Thiên đàng không phải là nơi hay địa điểm có đủ món ăn chơi, mà lọt được vào là tha hồ vui hưởng. Khác với ý niệm thiên đàng vừa kể, thiên đàng là tình trạng có Chúa, gặp được Chúa, diện đối diện. Trong tình trạng này, con người hoàn toàn no thỏa hạnh phúc. Như thế, thiên đàng đã thực sự chớm nở ngay dưới thế, khi con người biết sống yêu thương như Chúa dạy. Vì ai yêu mến thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ. Trong Thiên Chúa chính là ở thiên đàng, vì thiên đàng không gì khác hơn là tình trạng có Chúa. Hạnh phúc của những người lữ hành trên đường theo Đức Kitô chính là hạnh phúc biết mình là ai, tại sao mình sống và chết rồi sẽ đi đâu. Họ thực sự là những người hạnh phúc vì theo Đức Kitô. Họ không còn thấy đời đáng nôn mửa, cuộc sống vô vị và tương lai tăm tối. Ba câu hỏi định mệnh, ba vấn nạn gai góc trên có thể còn làm nhức nhối nhiều người, nhưng tuyệt nhiên không còn là vấn đề cho những môn đệ của Đức Kitô. Họ hạnh phúc vì đã gặp Đức Kitô, đấng là đường, sự thật và sự sống. Đi với Ngài và ở với Ngài, họ có hạnh phúc tròn đầy vì yêu và được Thiên Chúa là tình yêu, yêu thương. Những lúc tim con u hoài một xóm, có lúc thoáng nhớ Ngài ở với con, khi bao xuân sáng ngăn về trời cao, cầu sao cho thương ban những phúc thạnh thời. Ôi không còn gì, ôi không còn gì khi tình Ngài lìa xa, vắng Ngài chỉ còn u mê.
hẹn mờ tâm trí. Trong